Nam thần judo Lầy Loan Dương Dũng Vĩ, người rất được kỳ vọng tại Olympic Paris 2024. Mặc dù đã đánh bại tuyển thủ người Ý Andrea Canino tại trận đấu đầu tiên, nhưng thức thế trước tuyển thủ người Kazakhstan tại vòng tứ kết, buộc phải thi đấu vòng loại trực tiếp. Tại đây, anh đã gặp đối thủ mạnh người Nhật Bản là Nagayama Ryuju, kết quả là bị thua và phải dừng chân tại Olympic. Sau trận đấu, Dương Dũng Vĩ đã nói lời xin lỗi trước truyền thông và bày tỏ tâm trạng mình, khó mà nói nên lời. Huấn luyện viên Lô Văn Đẳng thì hy vọng mọi người có thể cho cậu học trò mình chút thời gian để bình phục tâm trạng. Dương Dũng Vĩ là vận động viên mang về chiếc huy chương bạc judo tại Olympic Tokyo lần trước. Người hâm mộ thể thao của Lầy Loan đều rất kỳ vọng anh có thể mang về huy chương vàng. Tuy nhiên, không ngờ lần này anh đã mất cơ hội chạm tay đếm huy chương thế vận hội. Huấn luyện viên Lô Văn Đẳng bày tỏ, Dương Dũng Vĩ khi gặp đối thủ người Kazakhstan tại vòng tứ kết, do trọng tài kết luận đối thủ được điểm trước, chỉ đành chấp nhận, nhưng cũng vì vậy mà làm ảnh hưởng đến biểu hiện thi đấu của anh. Đến khi gặp đối thủ Nhật Bản, mặc dù ban đầu Dương Dũng Vĩ đã thi đấu rất tốt và cũng đã tích cực phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng tiếc là đã để cho đối thủ giành được điểm trước. Ông Lưu Văn Đẳng nói, Dương Dũng Vĩ cũng rất hy vọng có thể giành được thành tích tốt, nhưng quá trình thi đấu vẫn sẽ xảy ra những chuyện mà ta không thể lường trước được. Ông mong mọi người có thể cho Nam tuyển thủ chút thời gian để bình phục tâm trạng. Ông Lô Văn Đẳng nói, bây giờ Dương Dũng Vĩ vẫn chưa cách nào bình tâm lại. Cậu ấy còn đang suy nghĩ phải nhìn nhận quá trình thi đấu này như thế nào. Với vai trò là huấn luyện viên, ông sẽ ở bên cạnh cậu ấy, và hy vọng là mọi người có thể cho cậu ấy thêm thời gian và không gian để lắng động, xem phải đối mặt với những trận đấu trong tương lai như thế nào. Ông Lô Văn Đẳng chia sẻ, thua trận thì ai cũng buồn khi thấy cậu học trò mình rơi nước mắt, ông cũng khóc theo. Còn nữ tuyển thủ judo hạng cân 48 kỷ Lâm Trân Hào phải dừng chân ở vòng 16 người. Ông Lô Văn Đẳng cho biết, Lâm Trân Hào đã thi đấu rất tốt. Khi gặp tuyển thủ Kazakhstan Abiba Abuza Khanova, hai bên đã thi đấu với nhau nhiều lần. Nhưng tiếc là lần này, Lâm Trân Hào đã để đối phương có cơ hội giành được thắng lợi trước. Sau thất bại của Lâm Trân Hào và Dương Dũng Vĩ, Lai Loan chỉ còn tuyển thủ đại diện trong bộ môn judo là Liên Trân Linh vì để chuẩn bị cho olympic paris liên trưng linh đã giảm bớt nhiều giải đấu để điều chỉnh trạng thái của bản thân tin rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng và mong rằng sẽ mang về kết quả tốt